em không biết nói gì hơn. Tại sao vậy? Mà, số tiền nói chung là chung mà là quan trọng quá lớn. Dạ cũng mang ơn chú Nghị rất nhiều. Đầu em bị nhức hoài, bệnh mệt cho mình hoài. Khóc luôn rồi kìa. Nói chung mà cho tao chọn luôn đi. Không biết nói sao chứ. Tại bệnh đau hoài biết sao, đầu cũng nhức hoài. Thật là em không biết nói sao. Cảm ơn rất nhiều. Anh tới nhà tới chết em không có quên anh đâu. Và cái phần dán ở trên này thì đã có chú Bảy lo. Yeah. Phần ghe thì đã có anh Sơn lo xong. Yeah. À, phần máy ở trên thì cũng chú Bảy lo rồi. Yeah. Rồi mình chỉ có việc là mình cập thêm cập thêm mấy vật nổi thôi. Yeah. Và một số trang thiết bị ở trong nhà. Là nãy giờ là chia ra 4 sắp là nhiêu rồi? 4 sắp là 20 triệu. À. Mốt triệu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ tiếp tục quay lại qua gia đình hoàn cảnh, tiếp tục quay lại hoàn cảnh của gia đình anh Siên, nơi mà có chiếc ghe như thế này, có 8 người sinh sống trên cái chiếc ghe mục nát như thế kia. Thì hay được một số thông tin là hôm nay anh Siên đã được một mạnh thường quân tài trợ mua được chiếc ghe mới. Và Bùi Hồ muốn xem một cái tình hình như thế nào. Chị ơi, chị, anh Siên có đây không chị? Anh Siên á? Anh đang ở đó, ở chiếc ghe. Chiếc ghe hả chị? Dạ. Rồi thôi để em đi lại đó ha. Đây là nơi lại cái ghe mà anh đang mướn các nhân công để mà đóng che luôn lại cái phần máy của anh. Thì theo chia sẻ của anh là như vậy. Thì bây giờ mình có mời được anh Sơn, người mà trực tiếp mua cho anh chiếc ghe. Dạ. Hôm nay có ghe mới vui quá hả? Có ghe mới vui quá hả? Chưa vui anh ơi. Dạ chào anh Sơn. Dạ em nghe điện thoại không ạ? À? Anh Sơn là trực tiếp mua ghe cho anh Siên đó hả? À, bây giờ mình xuống dưới đỡ cái anh. Thấy chiếc ghe cũng im. Dạ bàn giao cho xong đi. Ở đây là anh Sơn mà lúc trước mà Bùi Hồ có điện cho anh Sơn một lần. Nghe tiếng thôi. Dạ. À, cảm giác hôm nay mà được anh Sơn mua chiếc ghe như thế này sao anh Siên? Vui. Mua được mấy ngày rồi? Bữa nay cũng 10 bữa rồi đó. 10 bữa rồi. Đây con làm bữa bển làm cho nó nhắc ăn á anh. Nãy anh đi đám hả? Ờ đi đám. Dạ. Xe ghe này là mình mua ghe người ta sử dụng rồi hay gì anh Sơn? Đúng rồi, ghe này sử dụng rồi nhưng mà dạ. Mình giống như mình người ta tiễn ra. Dạ. Ghe nó còn xài ok được. Dạ. Em thấy ở đây là mình được đóng bằng cái bạch đằng hả? Đằng. Đằng. Bề ngang là bao nhiêu hả anh ha? 3m8. 3m8. Mình đóng cao lên là bao nhiêu anh Xuyên? Mà mấy ổng tính là cái cột đứng là 2m là làm ở ra là cái máy này nè. Ừ. Đó. Dạ. Cái kiểu là máy của chợ đó ha. Ờ, cái kiểu thái đó là nó lên là 8 tấc, 8 tấc đoạn tay đó chắc cũng cỡ 3m. Cao 3m. À. Là mình đứng thẳng được luôn. À, đứng bình thường. Ừ. Anh Sơn là mình vận động mình mua cái phần ghe thôi. Đúng. Còn cái phần dán ở trên này là sao anh? Không, qua cái ban đầu thì anh tính tặng luôn cái phần dán này, với lại nói chung là làm hoàn chỉnh luôn cho mình cái ngôi nhà cho anh Sơn luôn. Dạ. Nhưng mà khi mà mình mua ghe xong á thì cái chú gì trên đây nè, chú Bảy á. Ừ. Chú mới như là có ý định là thôi để chú giúp cho. Ừ. Chú giúp cho anh Sơn cái phần này nè. Cái phần như là tiền chế cho nó chắc chắn lại luôn á. Dạ. Rồi thôi để cho chú làm luôn. Ừ. Còn nếu như là chú không làm thì bên anh cũng có người làm. Ừ. Chị á. Còn cái cây này anh không biết, chú lấy đâu thì anh không biết. Vậy là anh thì lo cái phần ghe ở dưới này. Ừ. Dự định ban đầu của anh là anh lo luôn cái phần ở trên luôn. Ở trên luôn phần. Dạ. Nhưng mà giờ có chú lo tiếp thì mình tốt thôi. Mình càng giúp nhiều người giúp thì tốt hơn. Tốt hơn. Dạ. Mình có cái phần mà nữa mình còn giúp được nhiều người nữa mà. Ừ, dạ.
trước đây thì Bùi Hồ cũng có điện cho anh Sơn, thì anh Sơn nói để anh nhận động, và hôm nay thì thấy được cái ghe mới em rất là mừng. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Dạ. Anh cũng mừng quá trời luôn á. Dạ. Đi kiếm ghe cho anh với anh Xuyên đi kiếm ghe cũng rất là nhiều lần luôn. Không được. Thì cái kết cấu của cái bản vẽ mà ở trên cái phần ở trên đó là anh có dự tham gia vô thiết kế không? Chú nói chú bảy nói để chú làm thì thôi, anh để cho chú làm ý của chú. Dạ. Thì mình cũng không có rành ví dụ mà cắt trên ghe như thế nào nữa. Dạ. Thôi để chú bảy với anh Xuyên đi. Rồi chừng nào làm xong thì mình có xuống đấy mình có gì mình góp được mình góp. Thì chú Bảy nói với anh sao anh Xuyên? Nói ổng nói là nhưng nguyên cách là ổng làm cái dạng trên đó phải không? Làm những cái máy này nè. Dạ. Có nghĩa là mình làm hình chữ hình tam giác gì? Ấy cái đó đó. Dạ. À, từ đây nè, phải không? Dạ. Là vô tới cái này nè. Cái cọc này. Còn cái máy sau là đâm là như kiểu cái máy kết này nè. Giống như nói vậy đó. Dạ. Máy sau là máy kết giống mình đó. À, nhưng mà nó phải là như là cái đó là cái bếp. Nhưng mà nó phải cao lên. Cao lên. Ừ. Cao 2 mét. Còn cái máy lần trước này cũng làm hiên vậy mà phải ra làm cái máy kết ở gian vậy nè. Cái máy kết trước á. Đó là anh mà ông thành phần đó. Máy cách dưới nha. Rồi em hiểu rồi. Này. Rồi cái phần nổi sao ta? Phần nổi giờ ổng chỉ có vô á, một bên có trước này cái, sau một cái. Nếu mà lên nó hình lắm. Là bao nhiêu cái? Em tính là 12 cái. Còn chú Bảy thì tính bao nhiêu cái phi? Có 4 à. 4 cái phi hả? À, một bên chỉ có 2 cái à. Em tính là không phải gì. Một lần làm giúp cho em được phải không? Dạ. Là làm một chất lượng luôn, là làm một bên 6 cái luôn là nó chuẩn. Thì làm theo ý của anh đi rồi. Ờ bởi vậy. Thì tại chú nghĩ là như là làm vậy được thì thôi. Còn anh mà cảm thấy không chất lượng thì anh có thể mua bi đắp vô. Bởi vậy em cứ tính làm cho một lần là mỗi một cái phi là nó nhiều tiền không anh? Ba trăm mấy 400 gì à? 300-400 nghìn cái hả? À. Thì mình làm một bên 6 cái luôn. Bởi vậy em cứ nói là một bên 6 cái là có 3 triệu chứ nhiêu. Ừ. Nó không nhiêu tiền. Thì ý anh Xuyên là muốn làm chất lượng hả? Chất lượng là làm một lần đúng lần đúng khó. Rồi anh nói là gì em chịu. Tại vì chú Bảy chú ý của chú là giống như là khả năng của chú hoặc là cái kinh phí của chú là tới đó rồi chứ không phải là chú không đó muốn làm rồi chú. Nhưng em cũng phải mình phụ vô cái phần này là chú Bảy tự gia công luôn hả? À, gia công không ổng ra công luôn em qua ổng cưa cán cưa thì tập lâm như vậy là ổng làm hết á. Đó. Thì cái nào mình cảm thấy rồi như cái vụ cọc này nè, bữa nay là tính thợ làm nè, sát mưa rồi cắt đồ đó là làm tới mày này nè vô tính là em cũng tính là chừng nữa mình làm cọc vuông hay sao vuông này. À giờ này tiền chế giống như tiền chế trên luôn á. À, tiền chế là như là cái nhà tường chế đó. Thấy sao nó nặng nên phải tiêm phi. Đúng rồi. Phi đó. Vậy thì thôi bây giờ như thế này. Để cho gõ hơn á thì mình phải gặp trực tiếp chú Bảy. Và hôm nay em đến đây á là cũng có sự tài trợ của chú Nghị ở Việt Kiều Mỹ. Đó, với số tiền rất là nhiều, 20 mấy triệu. Rồi chút xíu em sẽ đếm lại nhà anh và bàn giao cho anh luôn. Bây giờ anh phải trước tiên là em ở đây thay mặt cho anh Xuyên cảm ơn anh Sơn rất là nhiều, cực kỳ cảm ơn luôn. Và cảm ơn chú Bảy nữa, nhưng mà anh phải cho em gặp chú Bảy để em bàn chú Bảy rồi em sẽ nói với chú Bảy giao tiền luôn. Tại đôi khi nhầm khi thứ nhất là chú Bảy chỉ có bao nhiêu tiền đó, kinh phí đó thôi, thì chú Bảy giúp cái phần máy ở trên, còn mình thì mình muốn thêm thì mình nói sẵn một lần chú Bảy làm lượt một luôn. Không, em cũng có nói chú Bảy rồi. Dạ. Về chú Bảy nói dùng có ai trợ giúp. Dạ. Phải không? Là cứ làm theo ý mình. Nhưng mà cái phần ở trên này là chú Bảy dịch tự giúp à? Ở trên này là chú Bảy giúp rồi. Dạ. Còn ở dưới này theo cái ý của mình. Dạ. Là mình vô hay mình cũng nói thợ nó phải làm cho chắc lượng. Dạ. Đó. Nhà chú Bảy gần đây không anh? Ông đóng cửa ông đi đâu nữa rồi? Chắc bên này nè. Không có số điện thoại hả? Không. Về ổng cứ lo dàn trên này với dàn vậy trơn chứ còn. Tới đây mà. Cái chiều lắm. Cái chiều không có mặt đây vậy giờ thôi thì em nói bàn giao với anh Xuyên á. Em cứ bàn giao với anh Xuyên. Dạ.
Tại vì chứ ý của anh Xuyên nói là chú Bảy cũng biết là cái số tiền của một mạnh thường quân người ta ủng hộ như vậy. Dạ. Giờ chú Bảy lo cái phần mà chú Bảy đã hứa ở trên rồi. Dạ. Còn nhà dưới về ổng lo. Để cho anh Xuyên nói. Dạ. Đó, không chú có... làm xong cái phần của chú lo xong. Còn cái số tiền mà mạnh thường quân ủng hộ cho anh Xuyên á là ảnh coi coi cái cần cái gì bổ sung á thì anh sẽ bổ sung lấy bằng cái số tiền đó. Dạ. Đó, nếu có dư hoặc có thiếu gì á, nếu dư chắc chắn là sẽ dư. Dư ảnh sẽ báo lại với em. Dạ. Để mà em thông báo gì cho chú Sáu gì ở bên nước ngoài đó. Dạ. Ờ, là số tiền hiện còn dư nhiêu nhiêu đó. Ừ. Ờ, để mà minh bạch chứ ảnh cũng không có sử dụng gì mà mình trái cái đó. Thì chút xíu nữa thì theo ý của chú Nghị á là em sẽ bàn giao cho anh luôn. Ừ. Và phải làm cho phần ở dưới này cho nó chắc chắn. Sau này cất cái phần máy ở trên rồi đó thì có thể là mình sẽ lắp điện mặt trời cho anh Xuyên luôn. Ừ. Có cần thiết không? À. Là chú Nghị ổng á phải làm điện nó có thiếu gì giảm được thêm. Không thì hôm nay nó không cần thiết hả? Cái đó là chú ý của chú là vậy luôn. Chú á. Bên ổng là ổng lắp ở trên là cho em có cái nhưng là không xài điện trên bờ. Ừ. Mà đặng trong hoạt động trong ghe à, đặng là... xài luôn đó tách à. Biệt luôn đó anh tách biệt ở ngoài luôn à. Cách biệt ở ngoài đó là không có xài trên bờ à, cái này chơi nổi dữ nha ai biết không à. nguyên khu này nếu mình có anh Tiên là chơi nổi trời ơi trời mới không Vậy thì kết cấu của cái ghe mình vậy là theo chia sẻ của anh Sơn với lại anh Xuyên này em hiểu rồi có nghĩa là mỗi một bên mình sẽ lắp 6 phi phần nổi. Cái đó là phần nổi và mình cắt cao lên hơn 2 mét hơn 2 mét và độ rộng của cái chiếc ghe này á là 3.5 mét 3.8 chiều dài này là nhiêu anh Sơn 10 mét không 10 mà còn bung ra sao mình nói là 11 mét đi cái phần lọt lòng ở trong thì khoảng 10 mét rồi mình ăn dán ngoài sau thêm thì mình không tính và cái phần dán ở trên này thì đã có chú Bảy lo phần ghe thì đã có anh Sơn lo xong rồi. À, phần máy ở trên thì cũng chú Bảy lo rồi. À. Rồi mình chỉ có việc là mình cập thêm cập thêm mấy vật nổi thôi và một số trang thiết bị ở trong nhà đó là thì hôm nay có dịp đến đây thì em chúc mừng anh luôn và bây giờ tiếp theo thì chắc có lẽ là anh em mình sẽ về nhà của anh về cái ghe của anh này em sẽ trao tiền cho anh luôn rồi em cảm ơn anh Sơn nhiều nha rồi cũng hai ơn nha trời ơi gì tôi quánh rồi vậy không có đâu anh xong anh nha anh đi về dạ em không ai coi cửa hàng rồi tại mà... nãy giờ em mới đi rút tiền rồi sẽ ứng tiền xong chưa mà gần hết chưa có tiền chưa có tiền chuyển tiền về em phải đi rút tay về về để làm cho anh kịp rút ứng dạ rồi có nói là gì với chú Bảy không với lại chú Nghị không con Nghị Việt Kiều Mỹ mà con cũng mang ơn chú rất nhiều dạ sao sao trời mình mới nói vậy hôm nay thì thấy gương mặt anh Xuyên có vẻ là vui vẻ hơn không phải là vui vẻ mà cũng mừng là được một cái chỗ mà nó ổn ở cho các cháu dạ thiệt cái em cũng quá mừng đó chứ không phải không mừng dạ cái hạnh phúc của em bây giờ nói chung khó khăn rồi được bên này giúp được vậy là em quá mừng đó anh à dạ sao bà vậy mới vui đó với lại anh hôm nay thì mọi người thấy anh có vẻ là hơi xỉn lý do không có xỉn anh chỉ uống có 2 lon bia nhưng mà ít uống nên thành thử ra là bị say và nói chuyện nữa có gì thì cô bác quý anh chị thông cảm tại vì anh Xuyên đi đám cưới của bằng người con của người dì dòng họ gột nên thành thử ra là cố gắng qua tiếp đám hôm nay đi đến đây thì chắc có lẽ là lần sau em đi đến thì không đi cái con đường này nữa cái con đường này nó thấy nó cái vách tường đó, nó bập bềnh thấy ghê lắm và lần sau thì chắc có lẽ là ăn tăng gia xuồng mới tăng gia xuồng mới là sao cái bè mới dạ rồi được em cảm ơn em cũng trở lại gia đình của mình nhiều lần ha dạ thì em cũng ăn ăn rất nhiều đó dạ em ăn ăn rất nhiều thôi thôi em có gì đâu mang ơn em thôi mang ơn chứ không có anh em cũng đâu có được vậy dạ anh mà kéo cho ra kéo không ra rồi hồi nãy lại nhà mình rồi bây giờ lại nhà mình chơi lần nữa nha cái xuồng này là ngang bao nhiêu anh Xuyên cái ghe này nè cái ghe đó bình ngang chừng 2 thước mấy à
Còn cái kia nó được 3m8. Ừ. Vậy là nó rộng gần gấp đôi rồi. Dạ. Ôi, đi sừng thì nguy hiểm quá. Hôm nay cũng may may là nán nán đỡ anh đó. Bây giờ không có, nhưng hồi sáng cũng tính chờ anh lên rồi mà. Mà bà chị bệnh bệnh nó giả rồi không ai tiếp bà, rồi em cũng nhín đi qua bệnh chút xíu á. Ừ. Rồi chào các con. Nè đi ra coi. Hợp tụ gia đình coi, chuẩn bị có nhà mới rồi. Hợp tụ ơi. Chị ơi. À, chuẩn bị có xuồng mới à, vui không? Vui. Vui nhiều không? Vui gì? Nói cái cảm nghĩ cho em nghe với coi. Trời, đi nghe mày rồi. Anh hôm nay thì cũng nhờ có sự chung tay góp sức của rất là nhiều mạnh thường quân. Và ở bản thân của em thì nhận được sự chung tay góp sức của chú Nghị là Việt Kiều Mỹ. Anh chị cái số tiền là 21.100.000 đồng. Dạ, nói lại đúng chính mọi người là 21.100.000 đồng nha. Dạ. Rồi. Rồi hôm nay thì em thay mặt cho chú Nghị, Việt Kiều Mỹ sẽ trao trực tiếp cho anh với chị là 21.100.000 đồng. Công việc này mình sẽ sử dụng vào làm cái vật nổi, cái phao nổi ở hai bên chiếc ghe và đi luôn cái hệ thống chạy điện ở trong. Cũng như là mình sắm một số đồ dùng vật dụng ở trong. À, đó là cái hôm nay em, và tiền thì cũng chưa gửi đến tay của em. Nhưng mà em cho ứng trước. Tại vì lâu lắm rồi, nhằm khi em mới có dịp quay lại. Có thể là một tuần hai tuần mà cái công việc sửa ghe của mình nó gấp rút. Rồi bằng ghe xong anh có quay lên không anh? Dạ quay. Dạ. Quay lại ăn tăng gia ghe mới. Dạ. Tiền đâu ăn tăng gia anh. Thôi người tôi hủ tiếu cũng vui rồi. Được rồi. Chị có là gì nè muốn nói với Mạnh Thường Quân mà trước đây em cũng đã có nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân đó. Em cũng mang ơn Mạnh Thường Quân với mang ơn chú Nghị cũng rất nhiều, mang ơn chú Nghị. Ừ. Nhưng cả những nói chung cô Huệ nè, rất là nhiều người rồi, cô Huệ Kiều Mỹ. Em nói chung là em không biết nói gì hơn phải không? Em cũng mang ơn. Em cũng mang ơn là cho còn cả thế giới đi chứ một người giúp cho em một mớ đi. Luôn cả anh luôn đi. Giúp anh, giúp em cho trọn mà anh bộ này nè, nó chết. Ủa có gì đâu, em chỉ là cầu nói thôi. À, em có cầu nói mà. Nói chung là lúc nãy á, thì cũng có Bùi Hồ cũng có điện cho anh Sơn đến, nhưng mà anh Sơn đợi cũng hơi lâu. Là lý do là em đi rút tiền, ứng tiền đó. Mà chú Nghị cũng chút xíu chắc cũng phải nhá cho chú Nghị. Chú Nghị nó nói nhưng có nhận được tiền nhá cho ổng, ông điện lại. Dạ. Rồi đây là con sẽ em sẽ thay mặt chú Nghị là Việt Kiều Mỹ sẽ đi tiền gửi cho anh. Mỗi lần là 5 triệu ha, cho nó dễ ha. 1 2 3 4 5 để em đếm hết đi gần đếm. Rồi nè. 1 2 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 10 triệu. Rồi. Em cũng đã vậy nghe thanh thì. Thôi giải gì. Cũng năng lượng giờ có nhiêu tiền á. Dạ cái đó thì sau này mình tính đi, nhưng chú Nghị cũng có thể tài trợ thêm cái phần đó. Nãy giờ là chia ra 4 sắp là nhiêu rồi? 4 sắp là 20 triệu. Ờ. À. 21 triệu. 100.000 đồng. Đó. Đây là con ấy dịch lại coi trường bay. Vậy là đủ 21 triệu đó. Đây là số tiền mà chú Nghị nhờ em trao lại cho anh. Và tất cả những gì thì em đã làm thì và đến đây thì cũng gặp anh Xuyên hôm nay rất là vui. Và con Bùi Hồ xin thay mặt anh Xuyên xin chúc chú Nghị luôn có một cái sức khỏe tốt, an lạc và cũng như là
cho anh Xuyên có thời gian tới có một cái nơi ở ổn định để mà phấn đấu, hai vợ chồng có một cái hướng làm ăn mới, và đặc biệt là giúp cho các cháu có dịp lên bờ để mà có thể tiếp thu được những cái kiến thức mới, những cái môi trường cho nó tốt hơn. Tại vì ở đây em thấy mấy bé tội quá. Ngủ ngơi không dám ngủ nên sợ hơn gì, nghiêng qua nghiêng lại cái mặt nước có dám ngủ đâu. Cầm tiền lên đi anh. Thôi em cũng mang anh với mang anh chú Nghị với anh bánh rất nhiều. Rồi bây giờ tiền này á thì mai mốt anh sử dụng vào cái việc gì đó. Dạ. Thì em bổ sung cho chiếc ghe đi, còn sau này còn dư được bao nhiêu á thì anh quay thì em cũng cho chú Nghị hay. À, anh báo cáo cho anh cho em hay với đặng em cho chú hay. À, không có, như anh quay lên đang như em điện cho anh phải không? Lần quay rồi vụ chụp cái gì đó em đây đủ hè em quay lên cho chú Nghị hay. Hay hết trơn luôn, lặng cho làm cái chỗ ổn định của em thì cũng mà chú Nghị nhiều. Thì không có qua cũng để cho em. Thằng nhắm bụng kìa. Ông điện 4 năm bữa rồi. Chị khóc luôn hả? Em không biết nói gì hơn. Tại sao vậy? Mà số tiền nó chung mà là quá lớn. Giờ cũng mang ơn chú Nghị rất nhiều. Đầu em bị nhức hoài, bệnh mệt tụi mình hoài. Khóc luôn rồi kìa. Nói chung mà cho chồng luôn đi. Không biết nói sao chứ. Thì bệnh đau hoài biết cái đầu nhất hoài. Thật là em không biết nói sao. Cảm ơn rất nhiều. Anh tới nhà tới chết em không có quên anh đâu. Nhớ em tên gì không? Anh tên Mờ. Em mang ơn rất nhiều. Em không biết nói sao giờ. Bây giờ bệnh nữa. Ai bệnh nữa anh? Vợ bệnh nữa hả? Dạ. Thì với anh chạy anh em cũng biết mang ơn anh đường đi đường. Anh đi đường 8 năm lên rồi đường nó khó chạy rồi. Chết đó vậy. Thôi vui lên đi, hôm nay vừa chuẩn bị có ghe mới mà sao khóc. Dạ. Tại vì em bận quá mới nói vợ với em bệnh nữa. Cũng mang ơn chú Nghị. Nhớ mang ơn về mấy chị, mấy chị anh chạy mạnh thường quân. Thôi thì chiều hôm nay tiền bạc thì mình ở đây ghe thì nó không an toàn. Anh nhớ cố gắng cắt dạ, cho nó bảo tới... cất cho cẩn thận nha. Dạ. Và sử dụng cho hết cho cái phần của chiếc ghe đi. Dạ. Thì có gì thời gian sau thì em sẽ quay trở lại. Dạ. Để em soi xem cái chiếc ghe của mình hoàn thành đến đâu. Dạ. Và nhớ là thì anh em không cần anh mang ơn em đâu. Mà vì em vì chú Nghị và mọi người thì anh dạ. với chị hãy cố gắng làm ăn cũng như là vì tương lai của các cháu. Dạ. Rồi, cũng mang rất nhiều quá. Dạ. Hãy cố gắng cố gắng làm ăn nha anh nha. Ráng chứ. Dạ, còn các cháu còn bé còn nhỏ thì cố gắng cho các bé nó đi học ha. Dạ. Dạ. Bye bye cả nhà. Bye bye rất nhiều luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi thôi Bùi Hồ cũng xin kết thúc video từ clip. Thì mong những cái lần sau nữa thì anh Xuyên mình sẽ không đi cái con đường khó khăn như thế này. Và cái căn nhà ộp ẹp của anh, những cái lần sau nữa thì mình sẽ thấy được anh Xuyên thay đổi một cái diện mạo mới cho cái ngôi nhà của mình cũng như là các bé. Thì đây nè, cái đường nè, thấy ghê không? Chúc mọi người xem video thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.